Mến chào các bạn đã đến với kênh Quốc Học Linh Xứ Dừa nha. Hôm nay Linh mời các bạn đi làm với Linh một buổi nha. Cho biết là công việc của Linh làm như thế nào nha các bạn. Đây nè, xe đang chở kiến với chở cửa cho Linh đi gắn giao khách đó các bạn. Chiếc cửa nhà Linh đây, không biết mưa lớn không nha, nhưng mà thấy hộp cũng nhỏ nhỏ nè, cũng ướt đường rồi các bạn. Nói chung là mưa lớn mưa nhỏ gì cũng mừng đó các bạn ơi, cho bớt nóng chút xíu chứ không phải trời nắng nóng quá, trời nóng luôn à. Hai mẹ con đi làm cửa phụ ba mà nắng quá, đi vô đây trốn nắng rồi các cô chú ơi. Bé Phở ơi, chào cô chú ơi. Hai mẹ con ngồi uống nước trốn nắng rồi, nắng quá. Mẹ ơi. Ơi uống ly vậy? Mày uống nước cam nước cam bờ mẹ ngon không con? Chú mời các bạn uống nước cam nha, đi nắng uống nước cam như khác các bạn. Nhà luôn hả? Bỏ nó tấm trắng với tấm mờ nhỏ nó lên với cái cửa trắng. Thôi hả? Đây bây giờ xe chở cửa các bạn. Đây ông xã Linh đi trước nha, đi chở đậu xuống trước. Cầm cái này nè ba. Để ba đo đồ đó. Ba quay con chị. Thấy anh cây men đông phở. Né ra con. Em phải lấy bên đây chữ trước chứ hả? Dạ có em đây.
Này bắt một đòn nè, mấy mét cái đi. Cửa đây nó cao dữ nha. Rưỡi. Nhiêu? 2,5 luôn hả? Nó đi làm mà siêu quậy nhỏ đi theo nữa. Con ngồi chút, con lấy dít cho ba đi. Lấy con dít dài cho ba đi. Con là... Khó vô hay gì, dướng cái bóng đèn rồi anh ơi. Bóng đèn. Có gì khó khăn kêu anh quản lý. Dạ đâu có em đi theo. Có lần này nằm khó, cái bóng đèn này mà vừa luôn ha. Nó vừa sát miếng bóng đèn luôn. Hỏi thắng. Vậy thôi mình đỡ cho mình. Ờ, khỏi rồi. Tới giờ. Có gì miếng gì cấn mà đẩy nó vô nha. Nó nằm trên cái đó thôi. Mới giặt cái gì à? Để xuống con kèo không à? Con
kèo ở trận này mình. Ủa hồi cái thời anh chạy xe cho ổng là có ông Thiền với ông Sơn kia ta? Có, Thiền nó chạy trước tao. Dạ. Sao sao? Em mới lên đây là lúc em biết là thấy ổng là hình như là ổng xỉn. Đó chạy xe là tao với Thiền với Phượng. Lúc đầu là Thiền với Phượng chạy bên cái hàng nhân với ông Vinh làm á. Sao xíu mới chạy bên ông Phượng. Còn Sơn nó sau này nó xuống nó làm hầu. Tại bên Vĩnh Lộc á, khi trưa buồn buồn cái vô chỗ đám đại ông Vinh lúc làm á, cái hố nắm mặt vô mày nè, bỏ túi là ra hơn quá, tao thích mẹ. Mình nghĩ đó cho trai không? Lúc đó đâu có nghĩ các bạn lại sàn không quý vậy? Mắc tiền. Nói là sàn tập cho đi á. Dạ, đúng rồi, đó là sàn hồi xưa là sàn nắm nữa á, mày mắc mắc tiền chứ đó. Vậy thằng chịu à. Sao con? Vậy ba làm gì lắp cái khóa vô hả ba? Nhét cái gông cửa không? Kìa cô ba làm gì kìa, ba nhét gông cửa nha. Mình đối diện nhà mày đó. À, ông làm bên chuyện ấp hay gì đó con? Mình đang làm chuyện ấp 7 thì kìa. Ủa vậy là rồi con trai lớn hả? Hay là thằng ấy? Linh đó, hôm qua thằng con, thằng thứ hai, thằng thứ ba để tao, thằng thứ tư là chị em nó chạm chạm mày đó. Có 6 tuổi lấy vợ vậy thì tự chứ. Con cháu này luôn mà bà rồi chưa gặp phải duyên nợ gặp. Chở theo đừng có người quậy chứ không quậy buồn hết. Kéo coi vậy chứ đơn giản vậy cũng khó lắm mày. Đúng rồi. Ừ. Anh phải kéo điều tay cho kéo cái này nó cục chỗ gì đó ít đó. Cái gì đó ít. Ủa thợ làm cái cửa cánh trước tao bắn keo rồi tôi đứng lắc đầu bắn sao. Thank you.
Rồi Phở ơi, đi lên con. Đây, tới chỗ cỡ này. Mấy chị cũng cây trên tổng. Cây xương rồng. Nó chết hả? Đâu có chết đâu, cái cây đó không chết đâu. Hai mẹ con đi làm cửa phụ ba mà nắng quá, đi vô đây trốn nắng rồi. Cái cô chú ơi, bé Phở ơi, chào cô chú ơi. Hai mẹ con ngồi uống nước trốn nắng rồi, nắng quá. Ơi, ơi, uống ly gì? Để uống nước cam. Nước cam bờ mẹ. Ngon không con? Chu. Mày có thể uống nước cam nha. Đi nắng uống nước cam như khác các bạn. Dạ. Mẹ đi chừng nào cũng có bầu được con. À. Giờ con muốn giống sao chừng nào có bầu được. Mà hỏi gì à? Sao có bạn gái được? Bên này quá trời đen luôn rồi, đen thùi lùi luôn á. Gốm như như mèo. Thử là mượn cho. Pin rồi, về mẹ sạc pin cho. Xuống nè con, xuống nè nón vô đây khỏi mặc áo đi. Chiều mát rồi khỏi mặc áo nha. Đó, Phở đi theo làm phụ ba mà nãy giờ là ngồi coi điện thoại không nè các cô chú ơi, Phở không có làm gì hết trơn nha. Mẹ Linh cũng vậy. Hai mẹ con ngồi uống nước thôi à. Chạy ba làm xong rồi đi về. Thôi chị ạ. Ba ơi. Đây. Ba uống nước này về. Con uống, à, con uống hết rồi đem về chị. Đem xuống đây đi, xuống đây mẹ đã nói về. Ủa ba xong rồi, bây giờ mình đi về nha. Đi về ngủ nha. Về ngủ trưa. Thank you.
Ui các bạn ơi, hôm nay trời mưa rồi nha. Đây nè, mừng quá, chắc người dân ở dưới quê mừng lắm luôn á các bạn. Hôm nay là Linh nghĩ là mưa lớn nha. Đây là mưa nè. Ôi không ngờ luôn á. Ôi bà con mà cái chỗ mà thiếu nước á, nước mặn rồi á, chỗ mà khô hạn nữa chắc gặp một cái trận mưa này chắc bà con người ta mừng lắm luôn á. Mưa rồi, mưa nha, cơn mưa đầu mùa nha tại thành phố Hồ Chí Minh là các bạn ơi. Này mừng quá cho mừng luôn rồi, mừng là cho bà con nè ha, có nước ra nè, cây cỏ đồ cho nó sống chứ không gầy khô hạn cái nó chết hết luôn rồi. Năm nay Linh mừng là tại vì cái đường xá của Linh trước cửa nhà Linh năm nay đẹp rồi các bạn, trời mưa không còn sợ tát nước mưa này kia nữa. Chứ mỗi năm mà hả mưa cái hả trời ơi gầu lắm các bạn ơi, chuẩn ở trong nhà ngồi mà chờ hết hả, chuẩn bị sẵn là thao son nồi đó để tát nước ra ngoài chứ gì chân á. Mưa mà lớn cái đường này giống như là một con sông luôn á các bạn. Hôm nay mừng quá cho mừng luôn rồi. Đó, hồi đầu năm tới giờ nghe mới xuất hiện cơn mưa đầu tiên luôn nha. Đây tại thành phố Hồ Chí Minh nghe xuất hiện cơn mưa đầu tiên. Cửa nhà Linh đây không biết mưa lớn không nha, nhưng mà thấy hộp cũng nhỏ nhỏ nè, cũng ướt đường hả các bạn. Nói chung là mưa lớn mưa nhỏ gì cũng mừng đó các bạn ơi, cho bớt nóng chút xíu chứ không phải trời nắng nóng quá, trời nóng luôn à.